Chuyện là từ sáng giờ á, thằng Tú nó làm mất vé máy bay về Việt Nam rồi. Cũng tội nghiệp nó, tích góp cả năm trời á, mới đủ tiền về quê ăn Tết. Việc mà... À, còn công việc của nó, chị cứ để em làm thay cho. Em cầm cái này, giả vờ là tìm được rồi, đưa cho Tú đi. Ủa mà chị, phòng vé của mình hết vé Việt Nam rồi, không lẽ chị định không về sao? Thôi cứ tính vậy đi, anh em cống hiến cho chị cả năm trời rồi, chị không thể để các em chịu thiệt được. À dạ, để em xuống đưa đi đó nha. 3 năm rồi, tao cực khổ cái nào cũng được, miễn sao là mẹ tao không có thiếu thốn, không có vất vả nữa là được rồi. Không khí trong nhà.